Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết là toàn tỉnh hiện có 20 ca nghi ngờ nhiễm COVID-19, kết quả xét nghiệm tất cả đều âm tính. Trong đó thì 18 người đã xuất viện trở lại sinh hoạt bình thường. Theo thống kê đến nay thì toàn tỉnh Yên Bái có 13 trường hợp đang cách ly tập trung, 40 người đang cách ly tại nhà, 283 người tiếp xúc liên quan đang được theo dõi sức khỏe tại nhà. Ngoài ra thì có 1.901 người từ Hà Nội về Yên Bái trong những ngày gần đây đang thực hiện nghiêm túc việc tự theo dõi sức khỏe và cách ly tại nhà theo quy định.